Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một thương hiệu nhớt, đó chính là MobiOne. Với cấp nhớt là 0W40 thì đây là một cấp nhớt phải nói là vô cùng lạ tai đối với các bạn đúng không? Nhưng đó lại là một dòng nhớt vô cùng thích hợp để sử dụng cho những cái dòng xe tay ga. Thì nó thích hợp thế nào thì các bạn hãy ở lại với video clip này, Vinh sẽ chia sẻ đến cho các bạn những cái công nghệ có bên trong cái dòng nhớt này nhé. MobiOne 0W40 là một dòng nhớt tổng hợp 100% với công thức pha chế đặc biệt giúp tăng cường màng bảo vệ cho động cơ, giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ, bảo vệ động cơ ở nhiệt độ cao và vận tốc lớn. Nhớt giúp giảm ma sát và đồng thời làm sạch động cơ một cách hiệu quả nhờ vào những chất phụ gia nhiều hơn đối với những cái dòng nhớt thông thường, ngăn chặn cặn bùn có hại cho động cơ, giúp cho động cơ bền bỉ, chống hư hỏng trong điều kiện khắc nghiệt. Với dòng nhớt này chúng ta có thể sử dụng lên đến 3.000 km nha các bạn, thích hợp với những cái dòng xe tay ga đời mới nhất hiện nay, giúp bảo vệ động cơ của xe bạn một cách tuyệt đối trên những đoạn đường dài. Với mức giá của bình nhớt này sẽ là 235.000. Và mức giá mà Vinh công bố dưới đây sẽ là mức giá được Vinh cập nhật vào tháng 4 năm 2022 nha các bạn. Đó là những nội dung mà về cái dòng nhớt này Vinh muốn chia sẻ đến cho các bạn ngày hôm nay. Còn về những cái dòng nhớt khác, các bạn có thể tìm kiếm những cái link khác mà Vinh đã chia sẻ trước đó. Muốn mua hàng các bạn liên hệ với số hotline bên trong màn hình hoặc là cứ ghé trực tiếp 62 bánh và có nhiều bạn bán hàng sẽ tư vấn sản phẩm tốt nhất cho xe của các bạn. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được 62 bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.